quên hoài. Đó, đây chĩa này cho dễ nhìn nha. Lớn dữ luôn. Anh hai hả? Kìa anh hai ngồi kìa, ba của con kìa, ba con ngồi đó. Vậy ta đang này xuống bé Nini. Nini. Lai đang ở đây là sẽ diễn ra một show diễn vào ngày mai nha cô chú anh chị nghe. Mình ở Sydney. Hẹn gặp mọi người ở Sydney nha, ở sân khấu nhà hát. Cái lắp làm tùy nữa mà lúc mà để chị Thanh lại nói rõ hơn. Chị Thanh. Nhà hát con sò phải không? Không phải, không phải. Không phải hả? Yeah. Ở đây là gì chị? Đây là Smith Arret and Smithfield. Arret Cloud Lab của Smithfield. À, dạ. Bà con đây biết nhiều lắm. Dạ. Cô chú anh chị nãy giờ nghe chị không? Con đọc không có được. Hẹn vào tối ngày mai nha cô chú anh chị ơi. Trời ơi, trời ơi, đẹp bóng kiếm rồi mọi người ơi. Đây nè, dạ. Ghê chưa? Đi ngựa bằng kiếm. Múa này xong rồi nè. Đó. Xong rồi nè. Vẫn quơ bay đầu em đó chị. Không, ta đâm sau lưng chứ ta không chứ. Đâm sau lưng nha, đâm sau lưng. Bây giờ bắt đầu đi. Đây, nhìn Ni nhớ các Phượng. Dạ đây các lái đó chứ anh chị. Dạ. Má Mỹ. Con là con xin lưng hơn. Nếu mà thấp xuống là mất hàng ghế rồi. Xuống nữa là mất hàng ghế. Xuống nữa là mất hàng ghế. Vui lắm mọi người. Vui lắm mọi người. Anh hai đang đi bên kia nha. Đâu rồi trời. Cho quen sân khấu rồi ra diễn cho nó được tốt hơn nha mọi người nghe. Trời lớn lắm nha chàng đó nè, đó thấy không. Hơn cái này chắc hơn 500 ghế á. Lại cá gì tiếng đâu gian dữ vậy trời. Đầm sâu ta yêu thương ngươi, nhưng điều thứ hai ta muốn đâm ngươi thủng máu không chảy như tim máu ngươi phải chảy. Ông la ông chửi. Alo, 1 2. Mỗi người dạ dạ con biết rồi. Cho xịt xuống một xíu. Một hai. Mọi người nhỏ xuống chút xíu đi. Nhỏ chút xíu đi. Xuống xíu xíu. Đưa mai ca của mai ca. Của chắc của chú Long á. Rồi sáng gió nữa đó. Chú Long. Tức tốc. Dặn đường dài đã tuyết chậm mà sương. Lòng biết khi có lòng quý khi tỏ trong tận giới nha. Vậy thôi. Đây cô khi mà hát tuồng đó là có thể là được rồi. Không lên được. Trời ơi, đấy cái này lên cái mặt mình thấy ghê. Đây có đây nè, đây mới đẹp nè. Trời ơi, thấy ghê quá vậy. Lên chút xíu thôi. Mắt mèo quá. Đây cô lên chút xíu thôi. Ôi.
khi nào ca ra đặt lên ca tại nói rồi, cái này không phải là nhà hàng nha mọi người, đây là sân khấu nha. Này không có nhà hàng nha, trời tôi mắc ghê quá. Long. One, two, three. Đây, hành lý. Ta ba ngày, khoác vái thành đó, cái là ok. Đi chỗ này. Rồi bây giờ. Đâm chém chọc sau lưng. Cái nhà video cây rồi. Đây, ok. Ông ơi. Con mắt thấy ghê vậy mà. Mắt thì nó mới đẹp. Ôi, thấy ghê quá. Gần cái ông coi trên cái đó đó. Ok. Rồi. Đỡ hơn chút. Nhưng mà hơi xà mâu chút nha. Không được. Đâu, cái này cũng được. Cái này có nhiều cái đẹp mà người ta sao mình để lên thấy gớm vậy trời. Chị có đưa nó hơn này đỡ hơn nè. Cho người ta để người ta khen đây không? Cái poster mình đâu này? Không có à. Chị cho em là cái người nào mà cái mặt này này. Ừ. Này được hơn là bông chưa tím nè, tím là đẹp hơn nè bà Ni ơi. Nãy chị chỉnh cái màu gì đâu á. Bây giờ nãy giờ nó đỡ. Em dưới nhiều mặt này. Bây giờ tất cả anh sẽ lost cho máy anh hết như vậy à. Chị người ta đã là em bóng như mặt hết. Đặc điểm có quan tâm đâu. Cái thằng này có quan tâm đâu. Dạ cảm ơn cô Lợi Phật. Lợi Phan nha. Ủa vậy thì nó là đẹp bông tím đẹp không mọi người thấy không? Trời ơi nãy bà chỉnh cái màu đó màu đâu mắt mèo mà nhìn. Tưởng đâu là mèo bị đứt bóng không? Mấy là mấy hai con đâu đúng rồi, hai con đi. Quay cô Trinh đi chị, ok đợi xíu nha để chỉnh qua cái này nó hay nha. Đây quay toàn cảnh cho mọi người xem nha. Mày anh cầm giùm em này coi. Cái lét tua ở đồng đồng. Lét tua ở đây. Lét tua ở đây. Đây. Cô Mỹ Mỹ bầu sơ. Bầu sơ dễ thương. 77 tuổi rồi. Vì yêu mến Loan cho nên tổ chức cái show này. Trời ơi thôi. Rồi ơi. Bài bác không? Ai nói cho mày đúng. Rồi bây giờ nè, xong chưa? Cái dán giấy nè. Sao mình nhét thêm ghế này chứ? Đấy cái gì đâu. Đi Cà Mau sang phun xăm ở Sài Gòn mà, đâu đi được. Rồi, một phần nữa, xin mời chị hai. Chinh, chinh, chinh. Chinh, chinh, chinh. Dạ cảm ơn. Hello anh ruột. Cảm ơn anh. Rồi xong. Chúc mừng công tốt đẹp nhé. Dạ ok. Hello Trang Bùi. Chào em. Chào cô gái. Ba xoài ở đây để qua ba xoài nha. Trời ơi, không những có ba xoài mà có chị bé ba của em nữa nha mọi người. Đây. Không mơm đã vào. Sydney nhớ đến xem cái show này nha mọi người.
Rồi tới Tuấn ơi. Tuấn. Dạ. Em gửi hoa cho chị. Ủa. Chị sao biết chỗ nào? Biết chỗ nào đâu? Anh luôn trước nha. Cái gì? Của anh là gì vậy? LH hả? iPhone á. Mệt mà vui. Thấy cái sân khấu xung quéo. Ngon à. Thấy là ngon rồi đó. Một bài. Bài thứ hai. Cũng ngàn gũa chứ đâu. Bài thứ hai. Biết quê hương ba mẹ hả? Đau nước hữu tình hả? Dạ. Một sân khấu này đó. Nhưng nhắn nhắn á. Vì cái đó đó chị chết vì cái đó đó. Màu tím, màu tím hôm qua mình đó chị. Anderson trước đúng không? Anderson trước. Ngay cái mặt luôn đó. Kỳ quá. Vòng quá trời kỳ vậy đó. Hả? À mưa. Không, mưa bong bóng là phải vô những chỗ loa. Em xin chào với bà đúng không? Dạ. Thì xịt phía sau, bây giờ anh vô, lấy em trước nè. Rồi, vô tới em nha. Khoan, anh Lộc Sơn đầu, rồi bài thứ nhì, quê hương ba miền. Không, chắc là vô tình đi. Chắc là vô tình. Buồn buồn, xong rồi tới quê hương ba miền đi. Xong tới em nha. Khoan, quá xong, nghỉ luôn xong. Thứ đầu. Xong rồi đến tới thứ 13 đúng không? Đầu và đinh. Đầu và đinh. Đinh hết luôn ca. Rồi xong, tới Phạm Anh Tuấn. Anh Tuấn. Nhận chưa anh? Vô rồi, anh lại chút xíu được bỏ. Rồi, bài thứ 2. Đi, giờ mình đi nhầm tiếp nha mọi người. Hai bài. Chứ giờ ngồi chỗ buồn quá. Ủa, cái giỏ ở đâu ta? Đây, lấy miếng nước uống cái đã mọi người ơi. Ở Sydney nha anh chị ơi. Rung rồi, chị idol hả? Em biết rồi còn hỏi cho anh Bùi. Lấy coi coi vô đổ tùm lum. Hello em Ngọc Quyên, sao không thấy sang chờ anh Sang đứng chờ hình đó mọi người. Ok rồi nha. Đó. Đây nha. Quy Sang nè, chàng ơi, trình hình luôn quá trời nè. Cô Ngọc Huyền nè, chú Long nè, rồi Lê Hậu nghe, anh Huy Sang sò hộp nha, đây chị Trinh Trinh với lại mẹ Ốc đang ngồi. Ôi mẹ Ốc đẹp lắm nha, mẹ Ốc ở ngoài đẹp lắm nha mọi người. Mà nhìn rất là thân thiện luôn á. Dạ hôm nay là tập vợt, để ngày mai là lên chương trình, để ngày mai là lên chương trình hát tri ơn và của tặng cô chú anh chị ở tại Sydney nha. Dạ ok chị Nga Đào. Lương nước đó mọi người ơi. Để sao ta, này đâu có dài được nữa. Xuống cái uống nước rồi nè. Trời ơi sao thấp dữ vậy. Giữ giọng ok, đang giữ giọng mà chăng Bùi ơi. Không, bây giờ là phải dợt rồi chứ không giữ được nha. Bây giờ là qua đi dợt rồi mọi người. Dạ em cảm ơn chị Trúc Ly. Đi qua đây uống nước ấm không mà mới dám uống nước lạnh. Em chào chị Trang nha. Quay.
hôm nay là trời hơi lạnh, sáng giờ mưa quá trời, trời đã trời lạnh mà mưa nó chì nồng. Nãy đi ngoài đường đi chỗ xuất binh đó, mưa lất phất nghe, gió nghe quéo nghe. Ngày ba mốt được 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 được. Mày đợi cái gì vậy? Trời bông. Đây giây phút bên nhau. Ta là trong giây phút chia tay mẹ ơi. Có khác cả tao vô duyên. Đúng rồi. Muốn qua chị Mớm. Chị Mớm im lặng thôi em ơi. Mà chị Mớm cũng bị đàn em ơi. Bắn bầm 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 em ơi. Ngày mai là chị Penny sẽ lên hát cùng Mớm để gửi tặng cô chú anh chị tại Sydney nha mọi người. Trời ơi, khoảng nào cũng phải lên với Mớm thôi, chứ đâu có đi được. Lên, đi lên giờ, lên luôn. Ông quá. Dạ. Khoan, nè chị ơi chị nói chuyện đi chị. Để em gửi bài. Dạ, chào chị. Dạ, con chào cô. Dạ. Ta chào em, mình chào cô. Trời. Đây đem đem bài chú Rồng đó. Ta gọi gì đó. Dạ, Ngọc. Hello, Hạo Nhân nghe. Giữ sức khỏe nghe em. Nè chị Trinh ơi, hồi nãy giờ các bé trong này kêu quay chị Trinh Trinh đi. Ôi sao có cái hoa vậy? Chào dạ ơi. Chào. Dạ chào nha. Hồi đó xin phép tuần này đó thì chị gái là đi ở Mỹ, đi Úc Châu. Đây Hậu còn mẹ. Hậu rất là thân với gia đình của Mớm Mớm lâu lắm rồi nha mọi người ơi. Cái bông rồi mọi người rất đẹp. Cái chữ chị em không hẹn mà lại chung mà xuống như vậy là quá được. Không xung sao quá. Trong đây có không mẹ? Cam sâm sao em rất thơm nổi. Gửi Zalo đi. Trời ơi, thằng này có máy này bấm rồi. Trời trời ơi, đêm qua giờ không sạc pin. Ngon rồi. Ngon. Để sạc vô cái coi trời. Để rồi đưa nhạc cho chú Long thôi chứ. Trời ơi, đợi em xíu mọi người ơi. Mày sang vô đi. Rước có ốc kinh dân, quá đường luôn rồi đó, nó có thời gian thì tắt nó rồi, mà lai lại tiếp. Không phải, em quên sạc cái này, nó muốn hết pin rồi, cầm giùm em đi chạy. Mọi người biết là qua Úc này á, là một ngày 24 tiếng mà. Bà Mớm là bà lai hết 20 tiếng rồi đó. Chán dễ sợ. Nhớ Việt Nam không chị? Nhớ mọi người mà. Tại chú Lung mà, em của chú Tâm, chú Tư đó. Mấy kè, chị Trinh Trinh, mấy kè, mẹ Mỹ. Đang tập Ni không có đi tập. Mẹ nói Ni lên hát là Ni không hát được. Ni đi chơi thôi. Nó triệu gì? Triệu Ni chứ. Nó triệu Ni từ nước ngoài về chỉ vậy thôi đó. Mà biết cái chỗ đất đó không? Rồi cục này cũng không ghim vô được luôn mà sao trời. Nên nói ai nói gì? Nói tiếng Anh hả? Loan nói tiếng Anh hả? Loan nói tiếng Anh vậy từ rồi. Trời nãy giờ em nói tiếng Anh giờ em đi mua đồ quá trời nó mọi người thấy không? Nói một tiếng ta hiểu liền. Sell. Không biết là dạ. Dạ con. Dạ rồi. Thương lắm. Đây, trả em đi chị, em thèm chị nữa. Em đi. Trời ơi, quay cái máy. Điện thoại con nè. Anh Sang, anh có đem cái cọng dây không cho em? Cái
Không, chuyện qua là chuyện hồi chị đó bóng quên nữa mà. Có chị mẹ bóng của em chị bóng gì rằng vậy. Bài gì đâu con nói đi. À, mua bông bóng. Rồi buông bóng rồi ai cổ thì con này nè, con cá đầu á, bài tuổi phận đời, tuổi phận đời con cái gì từ lắm rồi con chị trong danh sách này giống bóng thử coi, bóng thử coi nó cao con chuyển qua cái kia được, cái này giống cái nền nhạc của em nè. Ai bóng được không? Cái này là chị bóng hát luôn, chị cái này cũng chỉ rồi rồi bóng riêng em còn 6-7 thì đông nhớ nữa. Đó. Xíu chị nói cho chị mình cái đó. Có cái đó. Có cái này không chịu mà. Rồi bây giờ hãy tắt nha. Dạ là. Đâu đi. Dạ đi đâu. Dạ em nghe đâu. Tối nay có hát với Ba Luân không? Có nha em. Chương trình là hôm nay là hát với anh Hai với chị Ly. Mọi người hỏi tối nay có hát với anh Hai với có hát với anh Hai. Rồi sau là sau này qua chỗ khác thì sẽ hát thêm với chị Ba. Xong rồi tới Benny. Mà tối nay là anh Hai với chị Ly trước nha mọi người. Tên lên anh tập hai, anh Hai sáng bài ghi âm nhớ rồi. Trời tao đang like mà nói gì ta đang like. Ai đang like? Đang like ghi âm nhớ đời. Trời đi hát nữa hả? Dạ đúng rồi, không có đi đâu có hát đâu trời. Rồi. Không mình có xàm quá. Không em sẽ chịu hồi chị lên, chị không có trốn được với em đâu. Chào tinh ba miền. có mẹ bài là đại diện phát ngôn không được khóc. Mẹ Hằng là ai vậy? Hả? Đi sáng bài đại diện phát ngôn không được khóc. Rồi anh Hai sáng bài cứ dâm nhớ rồi. Muốn làm thích người em chị. Thích người em chị. Tôi bắt đầu cho anh chị nữa. Em trả mấy Mỹ lại 6% mẹ Hằng là. À cô Thanh Hằng á hả? Cô Thanh Hằng đâu sao nhận hết ta? Chắc chút xíu tới. Mình poster có mà. Đây giờ là tập vợt nha mọi người. Em quay xíu thôi cho mọi người xem rồi em xuống ngang để còn vợt nữa. Mọi người chia sẻ nha mọi người ơi.